chúng ta sẽ học bài tuần 10 của tiếng Việt lớp 4, ôn tập giữa học kỳ 1 tiết 5. Bài 1. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ vào bảng theo mẫu sau. Thứ nhất là tên bài, thứ hai là thể loại, văn xuôi, kịch hay thơ, và nội dung chính, giọng đọc. Chúng ta sẽ có tên bài thứ nhất, đó là Trung thu độc lập. Nó thuộc thể loại văn xuôi. Nội dung chính của bài Trung thu độc lập đó là tình thương yêu của các em nhỏ, tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai đẹp đẽ của các em và của đất nước. Bài này đọc với giọng nhẹ nhàng, tự hào, tin tưởng. Bài 2 đó là bài Ở Vương quốc tương lai, thuộc thể loại kịch. Nội dung chính của bài này là ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, có những phát minh độc đáo của trẻ em. Giọng đọc của bài này, chúng ta đọc với giọng hồn nhiên, vui tươi. Bài số 3 là bài Nếu chúng mình có phép lạ, thuộc thể loại thơ. Nội dung chính của bài là những mơ ước, những ước mơ, ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp. Giọng đọc của bài đó là hồn nhiên, vui tươi. Thứ tư đó là bài Đôi giày bata màu xanh, thuộc thể loại truyện. Nội dung chính của bài: chị phụ trách quan tâm tới ước mơ của cậu bé, lái làm cho cậu xúc động và vui sướng đến lớp với đôi giày được thưởng. Bài này chúng ta đọc với giọng chậm rãi và nhẹ nhàng. Thuộc thể loại truyện, có nghĩa là thể loại văn xuôi đấy. Theo chúng ta có bài số 5, đó là bài Thưa chuyện với mẹ, thuộc thể loại văn xuôi. Nội dung chính của bài đó là Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống, nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý. Bài này đọc với giọng Cương thì chúng ta đọc với giọng lễ phép, tha thiết, còn giọng của mẹ Cương chúng ta đọc với giọng dịu dàng. Bài 6, Điều ước của vua Bidat, thuộc thể loại văn xuôi. Nội dung chính của bài đó là những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người. Giọng đọc của bài là khoan thai, giọng đọc linh hoạt phù hợp với tâm trạng của nhân vật. Bài 3, ghi chép về các nhân vật trong các bài tập đọc là chuyện kể thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu. Và chúng ta sẽ ghi các bài là chuyện đọc, là chuyện kể, là chuyện kể nhé. Thứ nhất là tên nhân vật, tên bài, tính cách. Tên nhân vật, ta có các nhân vật là nhân vật tôi trong bài Đôi giày bata màu xanh, đó là nhân vật chị phụ trách. Trong bài Đôi giày bata màu xanh, và tính cách của nhân vật này đó là nhân hậu, muốn giúp đỡ trẻ lang thang và quan tâm tới ước muốn của trẻ.
Thứ hai là nhân vật lái, cũng trong bài Đôi Giày Bata Màu Xanh. Thì tính cách của nhân vật lái là hồn nhiên, tình cảm, thích được đi giày đẹp. Thế là trong bài Thưa Chuyện Với Mẹ thì ta có hai nhân vật, đó là nhân vật Cương và mẹ của Cương. Thì nhân vật Cương tính cách là hiếu thảo, thương mẹ, muốn đi làm để kiếm tiền giúp mẹ. Còn nhân vật mẹ Cương thì tính cách là dịu dàng, thương con. Tiếp theo đó là bài Điều Ước Của Vua Midas, có hai nhân vật. Thứ nhất là nhân vật vua Midas, tính cách là tham lam nhưng biết hối hận. Nhân vật thứ hai là thần Dionysos, có tính cách là thông minh, biết dạy cho vua Midas một bài học.